Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 28 tháng 6 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây cho biết hầu hết vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga dự định bố trí ở Belarus đã được đưa đến nước này. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin cụ thể có bao nhiêu vũ khí. Ông Lukashenko cũng phủ nhận việc lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner được triển khai để bảo vệ vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus và khẳng định đây là nhiệm vụ của Belarus, Nga và Belarus đang canh giữ các vũ khí này. Theo thỏa thuận với chính phủ Nga sau vụ nổi loạn bất thành cuối tuần qua, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin hôm 27 tháng 6 đã đáp máy bay xuống Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu rõ bất cứ thành viên nào của Wagner đều có thể lựa chọn chuyển hoạt động sang Belarus, một đồng minh của Moscow. Tổng thống Belarus Lukashenko khẳng định không xây doanh trại cho Wagner, đồng thời không có kế hoạch cho phép Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở quốc gia này, tuy nhiên sẽ cung cấp chỗ ở cho họ tại một căn cứ quân sự bỏ hoang. Ông Prigozhin chưa bình luận về việc liệu các chiến binh Wagner khác có kế hoạch theo ông đến Belarus hay không. Trước đó, Tổng thống Putin cũng xác nhận những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được triển khai ở Belarus. Ông Alexei Polishchuk, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là quyết định bất đắc dĩ của Moscow nhằm đáp trả chính sách gây hấn của Mỹ và NATO. Ngày 27 tháng 6, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty bị cáo buộc đã giúp cấp ngân sách cho nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với 4 công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Cộng hòa Trung Phi và Nga. Các công ty này bị cáo buộc có liên quan đến tập đoàn Wagner và ông trùm Yevgeny Prigozhin. Mỹ tố các công ty trên tham gia vào giao dịch vàng bất hợp pháp để tài trợ cho công ty quân sự tư nhân nhằm duy trì và mở rộng lực lượng vũ trang của Wagner cả ở Ukraine và một số quốc gia châu Phi. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn doanh thu của Wagner để làm suy giảm sự mở rộng và hoạt động của nhóm này. Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Andrei Nikolayevich Ivanov, một công dân Nga bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc là giám đốc điều hành của Wagner. Wagner được thành lập vào năm 2014 và đã hoạt động ở nhiều nước tại châu Phi dưới danh nghĩa lực lượng quân sự tư nhân. Trong chiến sự ở Ukraine, nhóm này đã giúp Nga giành được một số điểm nóng. Wagner thu hút sự chú ý của dư luận vào cuối tuần qua khi châm ngòi cho một cuộc nổi loạn ở Nga. Trong khi đó, tại cuộc họp với quân đội Nga ở Điện Kremlin vào hôm 27 tháng 6, Tổng thống Putin cho biết Bộ Quốc phòng, ngân sách nhà nước Nga đã trang bị và chi trả cho các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Theo ông Putin, tập đoàn Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, chính quyền Nga đã phân bổ 86,26 tỷ rúp, tương đương 1,04 tỷ đô la Mỹ để trả lương cho các khoản ưu đãi cho các chiến binh Wagner. Ngay cả chiến đấu cơ của Wagner cũng do Bộ Quốc phòng và ngân sách nhà nước Nga lo liệu. Không chỉ vậy, Prigozhin, người sáng lập tập đoàn Wagner đồng thời là chủ sở hữu công ty cung cấp thực phẩm Contras, đã kiếm được hàng tỷ rúp từ các hợp đồng với nhà nước Nga. Tổng thống Putin cho biết thêm chính quyền sẽ điều tra kỹ về việc ngân sách nhà nước đã được Wagner sử dụng như thế nào. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo công ty quân sự tư nhân Wagner chuẩn bị bàn giao vũ khí hạng nặng cho các đơn vị của lực lượng vũ trang quốc gia. Tập đoàn Wagner hiện có nhiều vũ khí giống như quân đội thông thường, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và máy bay tấn công. Một số vũ khí trong số này đã được Wagner sử dụng trong cuộc nổi loạn bất ngờ và ngắn ngủi hôm 23 tháng 6. Duma Quốc gia, tức là Hạ viện Nga, cho biết đang soạn thảo dự luật điều chỉnh hoạt động của các công ty quân sự tư nhân, tương tự như tập đoàn Wagner. Động thái trên diễn ra sau vụ nổi loạn của các tay súng Wagner vào hồi cuối tuần trước. Phát biểu trên truyền hình tối qua 26 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tôn trọng lời hứa về tương lai của các binh sĩ thuộc tập đoàn Wagner. Tôi cảm ơn những người lính và chỉ huy của tập đoàn Wagner, những người đã đưa ra quyết định đúng đắn duy nhất. Họ đã không chuyển sang đổ máu huynh đệ tương tàn, họ dừng lại ở vạch cuối cùng. Hôm nay, các bạn có cơ hội tiếp tục phục vụ nước Nga bằng cách ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan thực thi pháp luật khác, hoặc để trở về với gia đình và bạn bè của bạn. Bất cứ ai muốn có thể đến Belarus, lời hứa mà tôi đã hứa sẽ được thực hiện. Theo Guardian, tuyên bố này của ông Putin ngầm ý rằng Wagner sẽ phải giải thể ở Nga. Ông Putin nhấn mạnh, đa số chiến binh và chỉ huy trong tập đoàn Wagner là những người Nga yêu nước. Chúng tôi biết rằng đại đa số các chiến binh và chỉ huy của tập đoàn Wagner là những người Nga yêu nước, cống hiến cho nhân dân và nhà nước của họ. Họ đã chứng minh điều đó bằng sự dũng cảm trên chiến trường, giải phóng Donbass và Novorossiya. Do đó, ngay từ đầu, khi bắt đầu các sự kiện, theo chỉ thị trực tiếp của tôi, các bước đã được thực hiện để tránh đổ máu nhiều.
Theo các nhà phân tích, tương lai của Wagner sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc ông Prigozhin sẽ nói gì hay sẽ xuất hiện ở đâu trong những ngày tới sau khi đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin. Theo thỏa thuận, ông Prigozhin sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự về vụ nổi loạn, nhưng ông đã bị Tổng thống Putin coi là kẻ phản bội. Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin trong văn phòng Tổng công tố Nga cho hay vụ án hình sự nhằm vào ông Prigozhin vẫn chưa bị hủy bỏ và cuộc điều tra đang diễn ra khiến tương lai của ông trùm Wagner càng trở nên bấp bênh. Mọi ảnh hưởng, tham vọng chính trị của ông Prigozhin nhiều khả năng sẽ biến mất sau biến cố. Triển vọng kinh doanh của tỷ phú này ở Nga cũng rất có thể sẽ tiêu tan. Nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhóm họp tại Hague nhằm thảo luận tăng cường khả năng phòng thủ bờ đông của liên minh quân sự này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tổ chức cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị của liên minh đầy đủ tại Vilnius, Litva vào ngày 11 và 12 tháng 7. Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về việc di chuyển của lực lượng bán quân sự Wagner đến Belarus và tác động của vụ việc này đến cục diện xung đột tại Ukraine, cũng như củng cố khả năng phòng vệ của các sườn đông của liên minh quân sự này. Nhân dịp các nhà lãnh đạo các nước thành viên NATO nhóm họp tại La Hay để chuẩn bị cho hội nghị sắp tới tại Vilnius, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ mong muốn Ukraine nhận được lời mời chính trị để gia nhập NATO trong thời gian tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov trước đó cũng đã kỳ vọng Kiev sẽ nhận được tín hiệu rõ ràng để trở thành thành viên NATO tại Vilnius. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ quân sự từ các nước thành viên NATO. Nhưng chúng tôi muốn biết khi nào Ukraine sẽ là thành viên NATO. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo an ninh trên con đường trở thành thành viên NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30 tháng 9 năm 2022 đã ký đơn xin gia nhập NATO và yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng thừa nhận thực tế rằng Ukraine sẽ chưa thể gia nhập liên minh này nếu cuộc xung đột với Nga vẫn chưa kết thúc. Về phần mình, Moscow đã nhiều lần tuyên bố việc ngăn Ukraine gia nhập NATO là một trong những mục tiêu chính của Nga. Nga coi các nỗ lực mở rộng sang hướng đông của NATO là một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, buộc Nga phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Liên quan đến vụ việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã kêu gọi nổi loạn, vào ngày 26 tháng 6, trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã nêu hai lý do ông quyết định ra lệnh cho lực lượng dưới quyền quay đầu về doanh trại khi đang tiến về Moscow. Lý do được ông Prigozhin đưa ra là để tránh kịch bản đổ máu trong nội bộ nước Nga. Ngoài ra, thì ông cho biết vụ việc nhằm biểu tình thể hiện sự phản đối và không nhằm lật đổ chính quyền ở Nga. Đây là bình luận đầu tiên của ông Prigozhin kể từ khi ông này ra lệnh cho lực lượng Wagner trở lại doanh trại tối ngày 24 tháng 6. Prigozhin xuất hiện trước công chúng vào tối ngày 24 tháng 6 khi Wagner rút lực lượng khỏi cơ sở quân sự của Nga ở thành phố miền Nam Rostov-on-Don. Theo ông chủ Wagner, lực lượng này đã di chuyển 780 km trong đêm, chỉ còn khoảng 200 km nữa là tới Moscow. Prigozhin bày tỏ rất tiếc khi đã tấn công các máy bay Nga, nhưng những phi cơ này đã ném bom và phóng tên lửa vào doanh trại của Wagner. Ông Prigozhin cũng nói về nguyên nhân sâu xa là mệnh lệnh tất cả các đơn vị tình nguyện chiến đấu, bao gồm cả Wagner, phải ký hợp đồng và chịu sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng trước ngày 1 tháng 7. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 28 tháng 6 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.